Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Phiên hôm nay như thường lệ, mình lại lên giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ Senco. Chiếc này là một vị vua của dòng Senco, nó có tên là kênh Senco 44-2000. Anh em thường có cái câu nói là sự trở lại của nhà vua đấy. Tại vì sau sự tái bản của những chiếc đồng hồ kênh Senco thế hệ mới, thì những chiếc đồng hồ kênh Senco tái bản đấy nó phần lớn là nó không còn giữ được cái nét cơ bản nguyên thủy của cái dòng đồng hồ kinh Senco chứ danh như thế này nữa, mà nó đã được cải tiến đi khá là nhiều cả về hình thức, kiểu dáng và bộ kim cọc. Nói đến kinh Senco thì anh em biết đến dòng kinh Senco nó được làm nên tên tuổi chính là nhờ vào cái bộ kim kiếm và các cọc số bắt sáng cực kỳ là mạnh. Cái bộ kim kiếm chứ danh thì nó đã hiện hữu ở trên dòng kinh Senco ngay từ cái thời điểm nó vừa mới được sản xuất vào những năm thập niên 1960. Chiếc ở trên tay mình đây thì chiếc này mình tuyển nó cũng khá là kỹ so với tất cả những chiếc kinh Senco mà mình đã từng lên giới thiệu với anh em. Dòng kinh 44-2000 thì chiếc này nó là một chiếc đẹp nhất và có thể nói nó là siêu phẩm ở trong những chiếc kinh Senco 44-2000 mà mình đã từng bán và giao lưu giới thiệu với anh em. Chiếc này thì nó vẫn là một chiếc kinh Senco có một cái bộ mặt dial là màu trắng sữa chảy tia từ tâm rất là mịn. Chiếc này thì anh em có thể thấy là cái bộ kim cọc và cái mặt dial của nó là đẹp tuyệt đối luôn, không hề có một điểm lỗi nào hết. Ở cọc 12 giờ thì nó là cọc đôi, phía dưới là cái logo Senco vàng nổi. Bên trên cọc 6 giờ anh em sẽ nhìn thấy cái dòng chữ kinh Senco 25G và cái hoa thị của Dainisa. Bên dưới vạch ly là dòng chữ Japan 44-2000 RAD. Những chiếc kinh Senco mà anh em nhìn cái mặt dial của nó là mặt dial mà nó có cái màu xám ghi nhạt, thì tất cả những chiếc kinh Senco mà có cái màu mặt đấy nó đều là những chiếc kinh Senco đã vẽ lại mặt anh em nhé. Còn mặt zin của nó thì cho dù là nó có bị lên dầu nhẹ thì nó vẫn phải giữ được cái màu trắng sữa chảy tia như thế này. Tia của nó rất là mịn chứ không gắt như là những chiếc mà đã vẽ lại mặt. Mình nghiêng hai bên như thế này, nghiêng các góc thì anh em sẽ thấy cái bộ kim kiếm và các cọc số của nó bắt sáng rất là mạnh luôn. Những cái mặt phẳng và những cái điểm vát của nó đều bắt sáng rất là tốt. Nói chung là chiếc kinh Senco này ở trong tình trạng nó hoàn hảo luôn. Cả về nội thất lẫn ngoại thất, bộ máy của nó cũng là bộ máy cơ liên dây 25G cực kỳ là đẹp. Hacking stop dừng kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ. Mình quay sơ qua một vòng để anh em thấy được cái chiếc này nó có cái bộ vỏ nó bén đến mức độ nào. Thanh vách của nó còn rất là cứng. Chiếc này thì anh em để ý là những cái mặt cắt ở những bốn đầu càng này đó, mình nghiêng anh em nhìn thấy ngay nó bắt sáng rất là mạnh, và những cái đường thẳng của nó còn thẳng tắp luôn đó. Chiếc này thì nó chỉ có, nói chung là nó chỉ có một chút sức dăm lông mèo cực kỳ là nhẹ thôi. Nói chung là nó ở trong tình trạng là đẹp và mới khoảng độ 98% luôn. Núm của nó là núm zin, răng núm của nó còn rất là đẹp, chưa hề mòn gì hết. Những chiếc kinh Senco mà cái núm của nó còn giữ được cái độ đẹp như thế này thì cực kỳ là hiếm. Thành vách của nó còn cực kỳ là nét luôn. Chiếc này thì mình đấu về vẫn còn trong tình trạng là nguyên thủy, chưa hề qua spa hay đánh bóng gì hết đâu anh em nhé. Kính của nó là kính zin, trong vắt luôn, không hề bị xước một tí nào hết. Dòng 44-2000 này thì nó có cái độ rộng dây của nó là 19 và cái độ càng của nó thì là 45 thì phải. Để mình đo lại cái độ dài càng của nó cho anh em xem. Chiếc này độ dài càng của nó là 44, độ rộng dây là 19. Càng của nó là càng to khỏe, nhìn rất là nam tính, cứng cáp. Núm zin. Chiếc này thì ở cái gì của nó và ở những cái sườn bên hai bên sườn càng hông càng này, nó có lên một chút tiết đỉa nhẹ, mình vẫn để nguyên. Anh em nào có nhu cầu lau đi thì mình
khi giao lưu thì mình sẽ lo cho anh em. Còn không là mình vẫn để nguyên như thế này. Bởi vì một chiếc đồng hồ vintage cổ xưa mà nó còn giữ được cái nét nguyên thủy đẹp như thế này và có lên một chút tiết đỉa nhẹ thì những chiếc đồng hồ đấy nhìn nó cực kỳ là đẹp và nó mang theo cái giá trị của thời gian xuyên suốt hơn nửa thế kỷ mà nó vẫn còn giữ được một cái vẻ đẹp xuất sắc như thế này. Chiếc này thì ở mặt sau của nó anh em sẽ thấy ở phía dưới bốn đầu chân càng nó cũng có lên một chút tiết đỉa nhẹ. Và ở những cái rìa trên càng này nó còn cực kỳ là đẹp luôn, chưa hề bong mòn gì hết. Có rất nhiều chiếc kinh Senko là ở cái rìa càng này của nó là nó đã bị mòn anh em nhé. Medal của nó thì là còn zin nguyên cát luôn. Dòng kinh Senko này thì nó được sản xuất riêng để phục vụ cho Hoàng gia Nhật, cho nên là anh em nhìn cái medal của nó sẽ có cái vương miện ở giữa tâm của chiếc medal này. Dòng chữ kinh Senko và những đường nét hoa văn ký hiệu của cái medal này nó mang biểu tượng của Hoàng gia Nhật, chữ nghĩa của nó còn rất là rõ ràng luôn, cái biểu tượng của nó còn rất là sắc, nền cát còn nguyên luôn. Cái dòng medal King Senko này nếu như là cái medal lô thì anh em nhìn đập vào mắt thì anh em nhìn quen rồi ấy, đập vào mắt anh em sẽ nhìn thấy cái medal của nó cực kỳ là dại chứ không hề khôn như thế này. Cái nắp sau của nó còn bọc vàng và cực kỳ là đẹp. Dòng King Senko thì 44-2000 thì nó được bọc vàng toàn thân dày 100 micron, cho nên là những chiếc như thế này khi anh em lên tay nó sẽ như là một chiếc đồng hồ vàng đúc vậy. Chiếc này thì mình có thừa cho nó một bộ dây da cá sấu gấp mép rất là đẹp. Khóa đi kèm của nó là một chiếc khóa Senko dọc dưa zin bọc vàng toàn thân khóa luôn. Rất là đẹp luôn. Những chiếc khóa Senko dọc dưa như thế này, thậm chí là những chiếc khóa KS hoặc là những chiếc khóa GS thì ở trong Sài Gòn nhiều đơn vị cũng đã làm nhái khá là nhiều. Tuy nhiên là nếu như anh em nhìn quen thì anh em sẽ phát hiện được ra ngay vì nó rất là dại và thô. Những chiếc khóa lô như thế thì đập vào mắt anh em là nó sẽ là cái đường sọc ở cái mặt khóa như thế này. Nó do nó chạy CMC cho nên là nhìn nó khá là to và thô chứ nó không được nhỏ và mịn như thế này. Cái dọc sớ này thì dọc dưa này thì anh em nhìn bằng mắt thường như thế này thì nó có vẻ là một đường thẳng. Tuy nhiên là khi anh em dùng lúp zoom lên thì nó sẽ là một đường kiểu dạng như kiểu rích rắc. Cái dòng chữ Senko còn cực kỳ là nét luôn. Nói chung là chiếc khóa Senko dọc dưa này nó ở trong tình trạng là còn rất là đẹp. Nguyên combo như thế này của nó nhìn rất là liền lạc. Chiếc này thì nó có cái size mặt là 36mm. Những em nào mà có cổ tay tầm 16 cho đến 18,5 như mình đều lên tay đều rất là đẹp anh em nhé. Tay của mình là 18,5. Nói chung là ở trong cái bộ sưu tập đồng hồ của mình thì cũng có rất nhiều những chiếc đồng hồ có size từ 39, 40, 41, thậm chí là 45. Tuy nhiên là những chiếc đấy thì mình thỉnh thoảng mình đeo lên tay đổi gió vài tiếng đồng hồ, hoặc thậm chí là lâu nhất thì có khi là một ngày mình tháo ra rồi. Tại vì những chiếc như thế size to đấy thì đeo nó khá là nặng và đau tay, vì cơ bản những chiếc đó đều là những chiếc bằng đồng hồ thép đúc, dây khóa của nó cũng đều bằng thép đúc, cho nên là đeo rất là nặng tay. Từ ngày chơi và bán dòng đồng hồ vintage này thì mình đeo quen ở những cái size từ 35, 36, 37 và 38. Thì mình thông dụng nhất là mình thích những cái size từ 36 và 37. Nhìn nó chuẩn vintage và nó khá là nhẹ nhàng ở trên cái cổ tay của mình. Cổ tay của người Việt mình ấy thì thường là nhỏ hơn là những người bạn Tây Lông rất là nhiều. Những chiếc như thế này mà ở trên tay những người bạn Tây Lông ấy, thì người nước ngoài ấy, thì đa phần là nó nhìn như là đồng hồ nữ vậy. Tuy nhiên là những chiếc như thế này ở trên tay người Việt của mình thì nó rất là phù hợp, đẹp. Dòng King 44-2000 này thì nó có một đời nữa là cái đời trước của những chiếc này thì nó là dòng chữ ở mặt đầu nó có in dòng chữ King Senko và phía dưới là nó có thêm dòng chữ Daisoku 25 Jewel. Còn chiếc này nó là đời sau thì nó chỉ có
kính Senko và 25G well, kèm theo đó là cái hoa thị của Dainisa. Anh em nhìn cái bộ kim và các cọc số của nó cực kỳ là bén luôn. Nói chung là chiếc này thì phải nói thật với anh em là nó ở trong tình trạng rất là hoàn hảo. Không có điểm gì để chê cái chiếc này cả. Nói chung là những anh em nào mà khó tính nhất thì khi cầm chiếc này trực tiếp ở trên tay thì anh em sẽ biết là nó đẹp như thế nào. Chiếc này nguyên combo cả dây khóa Senko dọc dưa như thế này, da cá sấu, gấp mép màu xám tro, xám lông chuột. Nguyên combo như thế này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 18 triệu. Anh em nào không lấy dây khóa thì mình bán với giá là 16 triệu. Anh em nào quan tâm thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0913000067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Chiếc này mình đấu về ở trong tình trạng là tranh đấu với lại những anh em seller người Việt, cho nên là giá của nó về đến tay nó cũng hơi cao một chút. Tuy nhiên là đối với những sản phẩm nó đẹp, hoàn hảo, xuất sắc như thế này thì cái giá thành của nó hơi cao một chút, nó cũng là điều tất yếu. Đối với những anh em nào mà chơi nhìn đồ quen rồi và thích những chiếc đồng hồ mà nó đẹp xuất sắc thì thêm bớt một vài triệu để sở hữu những chiếc đẹp như thế này, đối với anh em nó không hề khó một chút nào cả. Những chiếc như thế này thì những anh em nào mà chơi giao lưu sưu tầm thì anh em sẽ vào việc rất là nhanh. Phiên nay mình giới thiệu đến với anh em một chiếc kính Senko có thể nói là siêu phẩm. Rất mong là các anh em quan tâm và ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình thì anh em hãy nhớ ấn vào nút đăng ký để có thể theo dõi được kênh của mình thường xuyên lên những sản phẩm mới. Xin cảm ơn anh em.